vậy giữa chàng soái ca Á Vương Mr. Việt Nam 2019 với 5 cô gái ca tính? Em làm kiểu người hướng ngoại, không phải là kiểu người có thể ngồi yên được một chỗ. Có khi nào mà đang yêu anh mà em hướng ngoại đi chạy ra ngoài chơi? Những thổ lộ đã bảo em làm mẫu ảnh nhưng mà em là chuyên nuôi. Chuyên về nuôi? Dạ. Wow. Mẫu nào bạn cũng chụp được đúng không? Dạ vâng hả? Thế có khi nào mà bạn chụp được mình không? Những màn thả thính ấn tượng. Cái gì em cũng quản lý được, em quản lý được cả anh nữa. Trời ơi. Đến siết khó vậy mà em còn tập được thì không biết là em có thể tập được anh thành người yêu của em không? Trời ơi, tập luôn. Thời gian rảnh thì mình đi chợ, nấu cơm, đọc sách. Nếu như anh rảnh như vậy thì anh đem em về nuôi đi. Trời ơi. Anh có thích lái máy bay không? Hỏi hoài luôn. Giữa một rừng tài năng và ưu điểm, đâu mới là điều có thể gây được ấn tượng mạnh với chàng siêu mẫu điển trai? Trái tim của Hữu Đạt sẽ gọi tên ai? Và câu trả lời của Hữu Đạt là... Đón xem Ngôi Sao Tình Yêu phát sóng 21:30 ngày 30 tháng 4 năm 2020 trên kênh HTV7. Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Time Top mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.